Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Lan Hương rất là vui lại được quay lại chuyện trò với quý vị và các bạn, và muốn chia sẻ với quý vị một cái sản phẩm mà Lan Hương rất là ưng ý, cảm thấy rất là tốt cho bản thân mình. Vì vậy, như đã hứa với quý vị khán giả là có cái gì hỗ trợ cho sức khỏe tốt nhất thì Lan Hương sẵn sàng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn. Thực ra mọi người biết đấy, bây giờ thì mình cũng đã rất là lớn tuổi rồi. Nhiều quá thì không hẳn, nhưng mà đúng là đã bước vào cái tuổi khá là gọi là, bây giờ các bạn trẻ thì gọi là già rồi. Và ngày trước thì mình cứ nghe mọi người nói là già chán chán nhỉ, mẹ mình rồi mấy bà cô bà bác hay than phiền câu đấy. Mình lúc đó thì còn trẻ, nghĩ thế nào nhỉ, tại sao lại thế, có cái gì đâu mà chán. Nhưng quả thật đến bây giờ thì mình mới thấy, nếu như cuộc sống của mình không được khỏe mạnh, có bất cứ một cái gì ảnh hưởng đến sức khỏe thì đều khiến cho mình cái chất lượng cuộc sống của mình nó kém đi, và điều đó cũng dẫn đến cái việc là hiệu quả lao động kém này, rồi là ảnh hưởng đến mọi thứ, thậm chí cả hạnh phúc gia đình nữa. Vì đôi khi trong cơ thể mình không khỏe mạnh thì rất là dễ dẫn đến cáu bẩn các bạn ạ. Rồi làm việc nó không tốt thì gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Hôm nay Lan Hương muốn chia sẻ với quý vị và các bạn một cái điều mà từ lâu rồi mình khá là trăn trở, và bây giờ mới tìm ra cái giải pháp nó khá là tối ưu. Đó là cái bệnh mất ngủ. Đó. Thường thì bắt đầu qua cái tuổi trung niên là mọi người đã rất là dễ mất ngủ rồi. Mình thì cũng không nằm ngoài các cái quy luật đó. Cái chứng bệnh mất ngủ nó có thể dẫn đến từ cái việc chẳng hạn khi mình làm việc căng thẳng quá, mình cũng mất ngủ. Khi mình buồn bực về bất cứ một cái vấn đề gì, ngay kể cả trong sinh hoạt gia đình, trong quan hệ với những người xung quanh, với vợ chồng con cái trong nhà, một cái sự tác động nhỏ nào về tâm lý cũng khiến cho mình mất ngủ đó. Còn một điều nữa là do công việc của mình, đôi khi đi làm thì hay phải quay đêm hôm, giờ giấc nó thất thường, và nó khiến cho mình bị mất ngủ, gọi là tạm thời ấy, như gọi là một có một thời gian, chẳng hạn như là có cái thói quen cứ đi làm vào lúc 2-3 giờ sáng mới về, để trở lại được giấc ngủ bình thường không phải là dễ các bạn ạ, rất là khó. Rồi còn có một cái vấn đề nữa, tức là cái tuổi mỗi một đến một cái ngưỡng nào đó thì nó thay đổi cái nội tiết tố trong cơ thể, nó cũng dẫn đến cái sự mất ngủ đó. Rất là nhiều những cái yếu tố mà khiến cho mình luôn luôn phải tìm đến những cái sản phẩm hoặc những cái loại thuốc để làm cho mình có thể dễ ngủ hơn. Các bạn biết không, một đêm mất ngủ mà ngày hôm sau mình đi làm thì cái ngày hôm đó mệt mỏi vô cùng. Mình đã phải dùng đến rất là nhiều loại thuốc khác nhau, mua ở ngoài cũng có, bác sĩ kê cũng có. Tuy nhiên là mình rất là sợ, bởi vì khi mà dùng thuốc ngủ nhiều thì nó có rất là nhiều những cái tác dụng phụ. Ví dụ nó khiến cho mình rất là hay bị quên. Nó mà cái điều đó thì rất là khó khăn với một người làm nghề như mình, đôi khi cần phải thuộc lời rất là nhiều, thế nhưng mà lại cứ lãng đi mà hay quên, rồi khi đi làm thì quên vật nọ quên vật kia ở nhà, nó rất là ảnh hưởng. Thế thì mình có những thời gian cũng tìm được những các cái sản phẩm thuốc ngủ khá là tốt, uống thì có thể là mình sẽ ngủ được ngay để có thể đảm bảo cho công việc ngày hôm sau, nhưng là mình không muốn dùng như thế thường xuyên. Và mình biết chắc là nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu dùng lâu dài. Vì vậy mình vẫn cứ cẩn mẫn tìm kiếm xem có một cái biện pháp hỗ trợ nào không. Ví dụ như có thể uống như là tâm sen, rồi là uống uống những các loại hoa hòe các thứ để giúp cho bổ trợ cho giấc ngủ. Nhưng mà có thể là do bây giờ nó quá nặng cho nên là nó khó. Chính vì vậy mà cái thời gian gần đây mình có tìm tới một cái sản phẩm hỗ trợ đi vào giấc ngủ của Nhật. Mình thì khá tin tưởng người Nhật vì họ rất là cẩn thận, và các cái sản phẩm của họ đối với mình là khá chiếm ưu thế. Mình rất là quan tâm và mình đã tìm đến cái sản phẩm gọi là Sleepy.
của Fujina đó, một cái công ty của Nhật có trụ sở ở 91 Linh Lạc đó. Mình tìm đến thì họ cũng nói thẳng với mình đó không phải là thuốc ngủ mà nó là một sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ, vì là trong cái lúc mà đang rất là cần thì mình cũng vẫn cứ mang về để uống thử xem thế nào, dùng thử xem thế nào. Thì quả thật nó có một cái điều như thế này mình muốn chia sẻ với các bạn: khi mà uống cái sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ đó vào thì cái giấc ngủ của mình mỗi một đêm trước đây cứ tầm khoảng 3-4 giờ sáng mình mới ngủ được, và vừa mới chợp mắt một cái thì đã phải dậy đi làm rồi. Thành ra là một ngày mà nó thiếu ngủ thì nó khiến mình rất là mệt. Thế thì bây giờ là mình khi mà mình sử dụng cái sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ Sleepy này thì mình đã có thể ngủ một cách, tức là cái giấc ngủ của mình nó rất là sâu các bạn ạ, rất là sâu, và khi mình tỉnh dậy thì không thấy mệt mỏi gì, có thể làm việc rất là tốt ngày hôm sau. Thế và khi mình sử dụng cái sản phẩm Sleepy này thì mình thấy nó có một cái điều nữa là nếu như mình không chuẩn bị để đi vào giấc ngủ thì chắc chắn mình cũng không ngủ, không giống như các loại thuốc ngủ khác là khi mình uống một viên mình không thấy ngủ được, mình uống hai viên thế là ngủ tít thò lò, không có. Mà ở đây là mình phải có ý thức chuẩn bị đi vào giấc ngủ, và trước đó khoảng nửa tiếng uống 4 viên là mình có thể ngủ rất là ngon lành. Và các bạn ấy cũng khuyến cáo là không không phải là dùng ngày 1 ngày 2, cái này là dùng rất là nhiều lần, và mình đã mua một liều 3 lọ Sleepy để dùng. Thì khi dùng hết một lọ đầu tiên thì nó sẽ khiến cho cái giấc ngủ của mình đang từ khoảng mỗi một tối khoảng 2 đến 3 tiếng nó bắt đầu tăng lên khoảng 3 4 đến tiếng 4 đến 5 tiếng. Và khi ngủ thì ngủ rất là say. Đi vào giấc ngủ rất là êm và say. Thế mà sáng hôm sau ngủ dậy thì rất là tỉnh táo. Các bạn ý khuyến cáo rằng uống nên uống khoảng 3 lọ đủ một liều. Đó thì là mình sẽ tạo được cái thói quen ngủ. Đó tức là giống như là một cái phản xạ có điều kiện ấy các bạn ạ. Cứ mỗi một tối mình lại làm đều đặn như thế, và đương nhiên buổi tối khi nằm xuống mình đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn rất là nhiều, và về sau nó thành một cái thói quen mình có thể ngủ được, và mình đã mất đi cái gọi là cái bệnh mất ngủ, đúng nghĩa là bệnh mất ngủ. Thường thì mọi người hay vào Facebook của mình vào cái lúc nửa đêm cứ hỏi ô sao cô ngủ muộn thế, cô chưa ngủ à, nhưng mà các bạn ấy hỏi thì mình nói là có ngủ được đâu mà ngủ đó, đôi khi trả lời những cái câu rất là buồn buồn cười như vậy. Tuy nhiên mình biết cái điều đó rất là hại cho sức khỏe, bởi vì khi mà thức đêm nhiều ấy, thì đầu óc rất là căng thẳng là một, và chưa kể nó ảnh hưởng rất là nhiều đến không những là sức khỏe mà còn đến sắc đẹp, mà mắt mũi thì thâm quầng rồi, và đôi mắt có rất là nhiều những cái nếp nhăn. Đó chính vì thế mà mình hoàn toàn không thích là đêm hôm cứ lọ mọ Facebook hoặc là xem phim để du mình vào giấc ngủ như mọi khi nữa. Và mình đã tìm đến cái sản phẩm hỗ trợ đi vào giấc ngủ Sleepy, và cái sản phẩm này khiến mình rất là ưng ý. Và mình biết rằng có rất là nhiều người cũng mắc cái chứng như mình, có thể mất ngủ do là bệnh lý, cũng có thể rất mất mất ngủ do là tác động bên ngoài và khách quan, rất là nhiều lý do. Tuy nhiên nếu như các bạn chưa tìm được cái giải pháp nào để làm cứu cánh cho mình đi vào giấc ngủ tốt hơn thì các bạn hãy đến thử dùng Sleepy xem, biết đâu các bạn cũng sẽ có hiệu quả như mình, có một cuộc sống chất lượng hơn, có một giấc ngủ sâu hơn để hôm sau có sức khỏe tốt hơn, chúng ta sẽ làm việc hiệu quả hơn. Đó, cái sản phẩm này tại sao mà mình dùng sau đó thì mình cứ cứ tìm hiểu xem nó lại có hiệu quả như thế, và với mình nó tốt như vậy là bởi vì mình cũng được biết là được chiết xuất từ những cái hoạt chất rất là đặc biệt của Nhật Bản. Đây này, ví dụ như là cái chiết xuất từ cái lá rafuma đó, rồi là chiết xuất từ GABA đó. Chưa kể rằng người Nhật họ đã sử dụng cái công nghệ picosome để chiết xuất ra Sleepy. Công nghệ picosome là gì? Công nghệ họ họ có thể bào chế ra những gọi là những vi phân tử, những cái vi phân tử rất là nhỏ, có thể nói là nhỏ hơn cả những phân tử nano, nó là siêu siêu nhỏ, nhỏ hơn những cái phân tử nano tới 1.000 lần. Đó chính vì vậy mà
mà viên uống hỗ trợ đi vào giấc ngủ sleepy này rất là dễ thẩm thấu, nó thẩm thấu nhanh hơn và hiệu quả hơn. Đó, chính vì vậy mà mình mới mới sử dụng và mình thấy đúng quả thực là nó đã đem lại cho mình một cái hiệu quả rất là tối ưu. Ngày hôm sau sức khỏe của mình rất là tốt và mình đi làm việc vẫn rất là ok. Chính vì thế mà mình muốn là chia sẻ với quý vị và các bạn, bởi vì cũng có rất là nhiều người khi gặp mình cứ phàn nàn là ôi có cái gì không, thì mình cứ nó có thói quen là được rồi, khi nào mà có cái gì hay hay mình sẽ chia sẻ để chúng ta cùng trải nghiệm và chúng ta cùng có thể khiến cho cuộc sống của chúng ta có chất lượng hơn. Chính vì vậy hôm nay Lan Hương muốn giới thiệu với quý vị và các bạn sản phẩm đấy đây. Và Lan Hương vẫn đang để ở nhà, đã mua thêm 3 lọ nữa. Đó, 3 lọ nữa. Khi mà mua thì đầu tiên mình mua có một lọ thì các bạn ấy khuyến cáo là nếu mua 2 các bạn ấy chiết khấu cho giảm cho khoảng 5%. Thế là mình mua, và khi mà mua tới 6 lọ sẽ được các bạn ấy tặng một lọ. Tức là mình được khuyến mại thêm một lọ, thì mình cứ mua, bởi vì như vậy mình về mình sẽ dùng hết liều rồi sau đó mình sẽ hỗ trợ cho, ví dụ mẹ ở nhà cũng rất là mất ngủ này, rồi mình có một bà bạn cũng mất ngủ, hôm trước là vừa mới mua để cho tặng cho u mình, vì u nuôi của mình cũng cũng ở cái tình trạng như vậy. Cứ ngủ được độ quãng khoảng 1-2 tiếng là lại thức giấc, và từ lúc đấy là không ngủ lại được nữa. Nó chính vì thế mà mình cũng đang đang cho bà uống. Thế thì hôm nay muốn chia sẻ với quý vị và các bạn này để chúng mình cùng thử nghiệm và cùng có thể là hỗ trợ cho cái giấc ngủ của mình sâu hơn. Mỗi một lần uống chỉ 4 viên này thôi nhá. Trước khi ngủ khoảng nửa tiếng các bạn ạ. Nhưng mình khuyến cáo rằng chúng mình nên uống đều vào mỗi tối đúng giờ. Nó giống như là cái tạo phản xạ có điều kiện cho giấc ngủ ấy. Nó hoàn toàn không phải là thuốc các bạn nhé. Đây chỉ là một loại thực phẩm dùng để hỗ trợ đi vào giấc ngủ. Nó được sản xuất tại Nhật. Đấy, và được nhập khẩu ở Nhật về. Chính vì vậy mà các bạn cứ yên tâm thử dùng, vì Lan Hương dùng không thấy có bất cứ một cái tác dụng phụ nào cả và đang rất là tốt. Lan Hương hiện nay có giấc ngủ rất là chất lượng. Vì vậy cũng mong mọi người ai cũng có giấc ngủ sâu để hôm sau có sức khỏe thật tốt, chúng ta có thể làm việc hiệu quả, chăm sóc gia đình tốt hơn, ai cũng có cuộc sống chất lượng. Xin chúc các bạn thành công.